对的，一定会高成本，别想着这些一成不灵的病，病好了你管啊，胃炎，都没有问题，你不丢，每天找的地方都没有地方。chào các tử nhân cũ, chào các tử nhân mới. Đây là trại tử binh cũ. Ta là ca tử Watanabe. Các người là kẻ thù của Nhật Bản. Các người sẽ được đối đãi tương xứng. Nhìn vào mặt ta. Đừng có nhìn mà cấm được nhìn. Tù binh mới, các người phải ở lại, các người sẽ vào khu cách ly. Ta không muốn có bệnh dịch trong trại. Thank you.
chào các cậu, chào sinh, tôi mới được chỉ huy của các cậu về trại này để mà tôi giúp các cậu tìm chỗ ngủ. Cậu ở dưới chi phủ, có linh năng. Cậu ở đây, cạnh người đẹp trong rừng. Ngồi đi. Hoa linh bảy, cậu ở đây. Cậu là Frank Tinker, Tinker, cậu chi phủ. Xem ra cậu đã gặp con chim. Sao anh lại gọi hắn là con chim? Vì hắn rất thích. Và nếu hắn mà nghe thấy cái tên ta gọi hắn, hắn sẽ biết. Rõ là hắn lớn lên trong mưa lửa, rất muốn thành sĩ quan. Chắc là cũng trong đời ấy, nhưng lại anh nói. Thì rõ là ước mơ chưa cùng tức. Tất nhiên thế thì đó cũng đưa ra những thất thường. Chỉ vì cái gì đó, do phải đi thường. Chúng gấm và hợp biệt, nhưng không ăn thua phải không? Còn một chút nào. Cậu nghe trợn mắt một lát. Vâng. Giải phản, giải tán, sĩ quan, giải phản, giải tán. Có nhiều nhân tài ở trại Omori. Ta có một ca sĩ Ukraine. Ca sĩ Ukraine là ai? Ta có một đầu bếp từ Sydney, Úc. Và một vận động viên Olympic. Vận động viên Olympic là ai? Là vận động viên Olympic. Người chẳng là gì.
困难，说大家的话你听起来就会有很大的狗一样没有的话，就是他的金属转化商和你的金属转化商努力干在一起，Gracias.
xong rồi tôi kiếm phòng nó cũng Thank you.